Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu cái bộ lọc thay thế cho máy lọc khí của hãng Philips. Đây là cái bộ lọc có mã là FI dài 2122. Thì cái này nó sẽ thay thế cho được các cái máy có mã là AC1736, AC1758, AC2958, AC2936 hoặc là các cái lọc có mã là FI2439 là đều tương đương. Các bạn cứ đúng mã là các bạn sẽ thay thế vừa được. Và đây là chiếc lọc HEPA có than hoạt tính để khử mùi luôn. Lọc này có dạng hình trụ tròn. Thì khi mà cái máy lọc khí nó hoạt động ấy thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ hút không khí từ ngoài vào thông qua cái lọc này và không khí đi qua lọc này thì sẽ sạch. Đây nó sẽ hút ở bên trong này này thì không khí sẽ được đi qua cái mặt bên ngoài. Ngoài cùng là cái lớp lưới để chắn cái thành phần bụi bẩn to sau đó nó sẽ nhỏ dần kích thước của cái lọc này là chúng ta sẽ thấy đo được chiều cao của nó chiều cao là khoảng 28,5 cm còn đường kính ở đây đường kính là được khoảng 23 cm và các bạn thấy là ở phần trên này này nó sẽ có cả cái gioăng để đảm bảo kín khí phần dưới là đặc toàn bộ không khí sẽ đi qua cái màng lọc này khi mà cái máy lọc khí nó hoạt động thường thì các bạn sẽ thay thế theo định kỳ hoặc là khi mà nó quá bẩn để tìm hiểu kỹ hơn về cái bộ lọc này các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt.com cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại